Hôm nay mình sẽ làm món bún khô xào rau nhé. Để làm món này, rau xào rau củ quả, các bạn ngâm bún khô khô cho mình với nước nóng khoảng 10 đến 20 phút để cho bún khô mềm, mình không phải trần, chỉ ngâm này thôi. Sau đó mình sẽ xả với nước lạnh để cho bún khô ráo nước. Ở đây rau mình gồm có này, su hào, bào sợi, mình đã bóp su hào với một chút dầu ăn và một chút muối su hào để cho su hào mềm hơn. Khi xào nó sẽ ngon hơn và không bị nát. Thịt thì mình đã ướp với gia vị rồi, bột canh mới cả một chút mắm rồi, cả một chút dầu ăn rồi, một ít hành tím, một ít hành tây để xào cùng, và một ít rau thơm, rau sống để mình sẽ khi mà xào gần chín mình cho nên mình đảo cùng cho nó đẹp nhá. Bây giờ mình sẽ đi trần cái này, đi xả với nước lạnh thì mình xào lại nhá. Các bạn cho một chút hành tím và hành tây, các bạn xào trước cho nó thơm, tạo cái vị thơm cho món ăn. Cho nhiều dầu ăn hay là mỡ heo một chút để món xào này mình nên xào ngậy một tí thì ăn nó sẽ ngon hơn. Khi mà bắt đầu thơm rồi thì mình cho rau vào xào. Thịt vào xào luôn. Thịt băm nhé các bạn nhé, để cho thịt nó quyện vào. Bún của chúng ta, cho nên mình sẽ dùng thịt băm hoặc là thịt thái ấy, chỉ chảo rộng nên các bạn xào đồng thời luôn. Những cái thứ này mình đều ướp gia vị sẵn rồi, cho nên tí nữa mình chỉ cho ít nước mắm trước khi tắt bếp thôi. Và bây giờ đảo dẫm với nhau. Vì rau ấy, bí quyết là các bạn bóp rau trước với một chút muối và một chút mì chính và một chút dầu ăn thì rau của chúng ta khi xào sẽ rất là ngon và rau nó cũng mềm hơn. Rồi bây giờ mình cho lửa to lên khoảng 80% rồi mình sẽ cho bún khô và xào cùng luôn. Các bạn cho thật lửa thật to nhé, để cho rau cho bún của chúng ta nó khô và nó ráo nước và nó săn lại. Mình có cà rốt thì cho ít cà rốt và màu sắc nó sẽ đẹp hơn. Đây gọi là bún lộn su hào đấy, xào lộn đấy. Trong các bữa cỗ thì nhà mình hay làm món này lắm ạ. Nhưng mà ngoài su hào ra thì nhà mình xào với cần tây, cần nước đấy ạ. Nhưng cần nước mùa này mình chưa mua được. Nào nhiều thì mình sẽ mua bún xào với cần nước ăn ngon lắm các bạn. Rau cần này. Bún mềm rồi mình cho một ít rau thơm này, đảo cùng cho nó tạo màu sắc đi. Rồi tắt bếp luôn, múc ra đĩa là được các bạn. Hôm nay xào hơi mềm một chút ạ, những lần mình xào này nó hơi cứng là vì bún mình chỉ trần qua. Hôm nay mình bún mình làm hơi kỹ vì hôm nay là mình nấu toàn cho người già và trẻ em đấy ạ, cho nên làm kỹ một chút thì ăn nó mềm và dễ ăn ạ. Còn bình thường mình hay xào săn hơn, mình chỉ trần nước nóng cái mình vớt ra ngay, nhưng lần này mình trần hơi kỹ, mình nấu thành bún mềm. Xong rồi đấy.
Mình sẽ ăn thử nhé. Có rau nên nó rất là mềm, rất là ngon các bạn. Mềm, ngon và ngọt các bạn. Nó vừa rồi nên mình cũng không cho thêm nước mắm nữa. Mềm nhưng không hề bị nát các bạn. Rất là ngon ạ. Ngọt của vị rau và ăn quyện với bún và thịt. Đây mình đã làm xong món bún xào rau rồi đấy. Nếu các bạn thích thì hãy làm theo cách đơn giản này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.